dòng nước hoa của Replica by The Firelight sẽ cho mình một cái cảm giác hoàn toàn khác biệt. Nó không phải là một cái kiểu nhẹ nhàng, dễ thương, trong sáng giống như là Lady Sunny Morning nữa, mà đó là một cái mùi hương mà được hòa quyện với những cái thành phần của mùa đông như là gỗ ấm nè, hay là một chút mùi hương khói, đúng không? Khiến cho mình muốn được trở về bên ngôi nhà ấm áp của mình với một cái cốc sữa bên một cái lò sưởi. Đó là một trong những cái cảm giác khi mà Hương xịt cái chai nước hoa này. Và đây là một cái mùi ngọt, bởi vì khi thử trên da của mình thì cái mùi hương vani khá là nhiều. Nên nếu những bạn nào mà không thích một cái mùi hương của những thành phần như là vani hoặc là gỗ thì chắc chắn nó sẽ không hợp. Bởi vì một cái chai nước hoa này nó hơi kén người dùng một chút xíu. Hương thấy là những bạn nào mà thường chúng ta không ở trong một cái môi trường máy lạnh mát mẻ như vậy thì thường là cái chai nước hoa này cái mùi của nó cũng sẽ khá là mạnh. Nhưng mà đặc biệt là những bạn nào mà thích những cái gu mạnh giống như là Baccarat 540 nè, thích những cái mùi hương của xạ hương hoặc là vani, những cái mùi hương của gỗ ấm thì nhất định bạn nên thử. Bởi vì cái chai nước hoa của cái dòng Fireplay này ấy, nó sẽ làm cho mình một cái cảm giác cái mùi hương quyến rũ kiểu rất là đặc biệt và tạo một cảm giác rất là khác biệt. Khi mà xịt cái mùi hương này lên, bạn sẽ thấy một cái cảm giác ngọt ấm nó hòa quyện lại, nó khiến cho mình có một cái cảm giác là trời ơi, sao mà một cái cảm giác bình yên trong chính cái ngôi nhà của mình, một cảm giác ngọt ấm và dễ chịu. Và đây là một trong những cái chai nước hoa mà Hương thấy là nó đã mang đến một cái sự khác biệt và không giống với bất cứ một cái mùi hương nào. Nên những bạn nào mà chúng ta cá tính hơn một chút và chúng ta thuộc cái gu mà thích những cái mùi gỗ và ngọt một chút thì các bạn nên trải nghiệm cái mùi hương này. Độ lưu hương của cái chai nước hoa này khá là lâu. Trên da của Hương khi xịt lên cái độ tỏa cũng như là cái độ lưu hương của nó rất là tốt, trên 8 tiếng, khiến cho mình không cần phải tốn quá nhiều nước hoa, đúng không? Nhưng mà vẫn để cho mình có một cái trải nghiệm và nó sẽ rất là thích hợp khi mà Hương sử dụng vào buổi tối với cái thời tiết mà lạnh lạnh của mùa đông hay là Giáng sinh và những cái giai đoạn cuối năm khi mình dùng thì mình sẽ cảm thấy cái mùi hương nó mang đến một cảm giác rất là ấm áp. Đừng quên nhớ like và subscribe kênh YouTube của Missy Perfume. Chúng ta sẽ gặp nhau ở những cái dòng nước hoa mới nhất nha. Bye bye.